Xin chào các bạn, nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái demo submit form sử dụng Ajax trong kênh MVC. Thì nếu mà bạn nào chưa biết cách sử dụng cái Ajax với kênh MVC cơ bản thì có thể coi lại một số cái video của tôi. Nếu các bạn vô cái kênh YouTube của tôi. Thì trong cái kênh YouTube của tôi có một số cái video hướng dẫn. Thì ở đây nó có cái video demo sử dụng Ajax trong MVC 3 như vậy. Thì các bạn có thể coi lại hai cái video này để mà biết được cách sử dụng Ajax cơ bản ở trong kênh MVC. Thì hôm nay tôi tiếp tục sử dụng cái project cũ mà tôi đã demo sử dụng Ajax ở bữa trước. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái form submit một cái đối tượng là student. Tôi sẽ submit data từ trạng form, sử dụng form với Ajax để mà tôi submit lên server, và ở server chúng ta sẽ sử dụng ping để chúng ta lấy data và chúng ta sẽ xử lý ở cái server. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ tạo ra một cái controller mới. Tôi sẽ tạo ra một cái controller mới là student controller. Rồi tôi cũng copy một số cái addition bên này qua. Và tôi chỉnh sửa nó nhanh. Chỗ này tôi sẽ sửa là từ cấp mapping tôi sẽ sửa là tiêu đẩy. Rồi tôi cũng copy cái hàm index này qua. Index này thì tôi sẽ trả về cái view là do cái folder là tiêu đẩy. À, chuyển đến cái trang index thì tôi sẽ đi tạo ra một cái trong cái folder zip này, tôi sẽ tạo ra một cái folder nữa là folder student. Và trong cái folder student này tôi sẽ tạo ra cái trang index. Rồi đây, cái này tôi bỏ đi. Đây tôi cũng copy cái thuộc tính là yêu to bằng con này, tôi cũng copy qua. Rồi sẽ add nó đây. Rồi tôi cũng copy cái hình này qua. Mình thấy cái file jQuery 3.2.1 đi qua. Rồi cái title này thì tôi sẽ cho nó cái title là demo submit form. Ajax in Vinh MC. Title cũng copy này. Ở đây tôi cũng có thêm cái thẻ H1. Như vậy. Tiếp theo thì bên dưới cái thẻ H1 này thì tôi sẽ đi tạo ra cái thẻ form. Tôi sẽ tạo ra cái form. Sau. Form này thì tôi sẽ cho nó cái len. Bằng thư đường form chẳng hạn. Đây, thêm cho nó là add thư đường form đi. Cho nó dễ hiểu. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái method là bằng post. Rồi, trong cái thẻ form này tôi sẽ tạo ra cái thẻ table. Table thì tôi sẽ cho nó cái tính self-getting bằng 0. Rồi, tiếp theo thì tôi có cái self-pacing. Thì tôi cũng cho là bằng
không luôn, và tôi sẽ cho nó border bằng 1. Tiếp theo thì tôi cho nó cái class là bằng click quan đi. Rồi bên trong này nó thì tôi sẽ có các kẻ tr. Rồi kẻ td. Đầu tiên thì tôi có cái giá trị là first name. Đây đây rồi tiền là first name. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thẻ td. Bên trong thẻ td này thì tôi sẽ có một cái input, thẻ input. Type tôi sẽ cho nó cái thuộc tính type là test. Rồi tôi cho nó cái name là bằng first name. Rồi tôi cho nó cái ID là bằng first name luôn. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái value vâng để phòng trống. Rồi tiếp theo thì tôi cũng copy cái thẻ TR này xuống và tôi sẽ chỉnh sửa cho các RGB còn lại. Tiếp theo thì tôi có cái là nát lên cái này tôi cũng sửa lại thành nát lên. Rồi tiếp theo thì tôi cũng copy cái thẻ TR xuống và tôi chỉnh sửa. Tôi sẽ có cái trường là email. Rồi chỗ này tôi sẽ sửa là email. Đấy, thay này tôi cũng sửa là email luôn. Cuối cùng thì tôi copy luôn cái này xuống và tôi chỉnh sửa. Cuối cùng thì tôi sẽ có một cái bức ảnh ở bên dưới. Cái này, TR này thì tôi sẽ cho nó cái attribute là call span. Bằng 2 chữ này tôi sẽ mất chữ này. Tôi sẽ cho nó cái thuộc tính call span bằng 2 như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính align bằng center. Rồi tiếp theo thì cái trong cái thẻ td này thì tôi có cái thẻ input, thì cái input này tôi sẽ cho nó cái type là bút tập. Và cái value thì tôi sẽ cho nó là say chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái hàm onLink. Hàm onLink là bằng, tôi sẽ có cái hàm gọi là make ajax này, con này. Rồi chấm phẩy. Rồi ở bên trên này thì cái cha set này thì tôi sẽ sửa lại thành UTF-8. Rồi cái file encoding này tôi cũng sửa lại thành UTF-8 luôn. Rồi cái chỗ cha set này tôi cũng sửa lại thành UTF-8 để cho nó khi mà submit form thì chúng ta sẽ nhập được chữ tiếng Việt. Chúng ta sẽ cho phép nhập được cả các chữ tiếng Việt thì chúng ta sẽ sử dụng với lại cái UTF-8 này. Rồi, tôi quay lại cái cứu đần của Jenner. Thì tôi sẽ nick cho save và bây giờ tôi sẽ đi điều chỉnh lại code. Tôi sẽ đi build lại code. Tôi sẽ vô cái mục này, các bạn nhớ chọn vô cái phần chọn vô đồ Z rồi chọn show in ở terminal. Đó để thì nó sẽ mở cho các bạn cái terminal như vậy. Và các bạn sẽ gõ lệnh là mvn in Python để cho nó build ra cái qua cho chúng ta.
rồi nó đã build success đó. Và chúng ta sẽ vô cái color target này, chúng ta sẽ refresh cái color target này đó, thì nó ra cho đưa ra cho chúng ta cái ổ qua như vậy. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi run cái project này ở trong Tomcat, rồi chọn project và tôi chọn run app, run on server, rồi click on next, rồi click cho finish. Rồi cái trang của tôi nó project nó chạy lên như vậy. À, bây giờ tôi sẽ đi vô cái trang duyệt student.html. Đó thì bây giờ cái trang index của tôi nó ra như vậy. Thì cái form của nó nhìn chưa được đẹp thì tôi sẽ đi thêm cho nó một số cái thuộc tính CSS để chỉnh cho cái form của tôi. Thì tôi sẽ thêm cho nó một số cái thuộc tính CSS như sau. Tôi sẽ quay lại cái trang index. Đây, tôi sẽ quay lại cái trang index này và tôi sẽ thêm cho nó một số cái thuộc tính như sau. Mình sẽ viết chỉ tay CSS cho nó ở trên này. Đây, ở đây tôi sẽ viết cho nó các chỉ tay như vậy. Đó, các bạn nhớ thêm cho viết chỉ tay cho nó như vậy. Cái chỉ tay này là chỉ tay CSS cho nó như vậy thôi. Các bạn có thể tìm hiểu ý nghĩa của các thuộc tính này, nó cũng rất là đơn giản. Các bạn có thể tự tìm hiểu được. Đó, rồi bây giờ tôi đi cho save. Rồi bây giờ tôi sẽ refresh lại trình duyệt. Đó thì cái form của tôi bây giờ nó như vậy. Đó, thì cái email, cái form, cái cảnh input của email này thì nó chưa có đẹp, tôi sẽ chỉnh sửa nó lại như sau. Ở đây thì tôi có cái table này, big one hai, thì cái chỗ trường email cái tag của tôi chơi cho nó bằng email như vậy, nên là tôi sẽ chỉnh sửa nó lại. Rồi cái chỗ này tôi sẽ sửa lại thành email như vậy để cho nó có cái chiều rộng là 60%, cho nó để nhau thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi tôi sẽ click cho refresh. Đó thành cái thẻ, cái text box của cái trường email này nó đẹp và trông rất là đẹp như vậy. Cái cuối cùng này thì nó chưa có call span, nó chưa gồm hai cái con đường này, thì tôi sẽ đi kiểm tra lại. Thì hai cái attribute này tôi đặt sai chỗ rồi, tôi phải đặt nó trong cái thẻ td này mới đúng. Đó, rồi tôi click vào save, rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó, bây giờ thì hai cái ô này nó đã nhập lại thành một và nó có cái button save như vậy, trông nó đã đẹp rồi. Rồi tiếp tục thì ở bên dưới này tôi sẽ có cái thẻ bn. Tiếp theo thì tôi có cái thẻ h1. Chẳng hạn như là tùy gian chẳng hạn, hoặc là chưa đoàn info đi. Rồi bên dưới này tôi sẽ có nó cái thẻ git và có cái id là bằng tùy gian. Rồi tiếp tục thì ở trên này tôi sẽ đi viết code, tôi sẽ tạo ra một cái hàm ajax ở trên này. Tôi sẽ viết code Ajax ở trên này để xử lý cho nó gọi về phía server để nó xử lý. Thì tôi sẽ viết code như sau. Đầu tiên thì tôi cũng có thể strip. Rồi. Bên trong thì tôi sẽ khai báo một cái function. Thì ở bên dưới cái thẻ input này thì tôi có amix, thì tôi sẽ gọi đến cái hàm amix Ajax con như vậy. Thì tôi sẽ gọi cái hàm này đây. Tôi sẽ tạo ra cái hàm make ajax con ở đây. Rồi tiếp theo thì tôi có cái dấu là dona chấm ajax. Bên trong này thì tôi sẽ đi viết code như sau. Đầu tiên thì tôi sẽ có cái type là bằng box. Theo thì tôi sẽ có cái URL. URL thì cũng tương tự ở cái trang index ở bài trước, thì tôi cũng copy cái URL này qua và tôi chỉnh sửa.
Thì ở trong cái URL này tôi sẽ chỉnh sửa lại là nó sẽ gọi đến cái URL là children và gọi đến cái hàm là add. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho cái attribute là get, thì tôi cho là form. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái attribute là data để mà tôi lấy cái data ở trong form ra. Thì tôi đầu tiên thì tôi sẽ có cái thuộc tính, đầu tiên tôi sẽ lấy đàn là first name. Rồi tiếp theo là Ola. Rồi thằng first name. Tôi sẽ chấm hàm gọi cái hàm raw để mà nó lấy ra giá trị trong cái form đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái này. Tiếp theo là cái nát nem, thì tôi tiếp tục tính nát nem, tôi sẽ lấy giá trị như sau. Tôi sẽ có cái số về. Rồi tôi sẽ sửa cái chỗ này thành là nắp lên. Rồi chỗ này tôi sẽ sửa thành nắp lên. Rồi. Đó. Rồi tiếp theo là cái trường email, thì tôi sẽ sửa lại cái chỗ này thành và email. Chỗ này tôi cũng sửa lại thành email. Ví dụ tôi xuống dòng thì nó sẽ nhìn. Rồi tiếp theo thì khi mà chẳng hạn như nó submit cái data lên server và success thì chúng ta sẽ có cái hàm success, thì tôi sẽ copy cái hàm success này qua. Phân sản ở chỗ này thì tôi sẽ có cái default, sẽ có cái tham số nó trả về là cái default, cái data mà nó trả về từ bên phía server thì nó sẽ chuyển vô lại cái attribute success này, và nó sẽ gọi cái function là và nó chuyển vô cái default từ phía server cho cái function của đó, và nó sẽ xử lý như sau. Thì ở bên dưới này thì chúng ta có cái một cái bit, cái ID bằng design như vậy, thì chúng ta sẽ gọi đến cái div có ID bằng design là thăng design như vậy chấm html. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ gọi tiếp đó. Tôi sẽ gọi tôi sẽ lấy ra cái first name, đầu tiên tôi sẽ lấy ra cái first name. Tôi sẽ cộng cái này là default. Và tôi sẽ gọi phần nền. Tiếp theo tôi sẽ gọi cái tôi sẽ xuống dòng. Tôi sẽ có cái thẻ BG. Và tiếp theo là thuộc tính là nát nền. Đây là default chấm nát lên. Tiếp theo là cái thuộc tính là email. Tôi sẽ sau ra cái
tôi sẽ lấy cái data và tôi sẽ sâu vào cái biết có cái ID và thời gian như vậy. Rồi tiếp theo là trong trường hợp mà chẳng hạn như là có error, thì tôi cũng copy cái hàm error bên này qua. Đó, thì tôi cũng sẽ alert lên cái error của nó như vậy. Đó. Đó, đây là cái function để mà chúng ta submit data xuống Ajax tới server như vậy. Rồi tiếp theo thì ở trên cái tiêu đơn controller này tôi cũng tạo ra một cái method nữa là method add. Rồi trong cái request mapping này thì tôi sẽ thêm cho nó cái attribute là value là bằng add. Rồi request method thì tôi sẽ cho nó là cái bot. Rồi tiếp theo thì tôi có cái Anderson A còng thịt con body. Rồi cái hàm này thì tôi sẽ trả về cái đối tượng là tiêu đặt. Tôi sẽ import cái đối tượng tiêu đặt này cho. Rồi tôi cũng sẽ khởi tạo ra một cái đối tượng là tiêu đặt. Rồi thì tôi tiếp theo thì tôi sẽ trong cái hàm thẻ này thì tôi sẽ thêm cho nó một số cái param truyền vào. Đầu tiên là HTTP subnet request. Tôi sẽ import cái đối tượng HTTP subnet request rồi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái param là HTTP subnet default. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ lấy ra mấy cái giá trị. Thì khi mà người ta submit Ajax lên thì nó sẽ chuyển đi theo một cái đối tượng là mặc định, thì nó sẽ chuyển theo một cái đối tượng là HTTP Servernet Request và HTTP Servernet Default lên đây. Thì chúng ta sẽ lấy ra được mấy cái param như là first name, last name rồi email ở trong cái form Ajax lên thông qua cái param là request này. Thì tôi sẽ lấy ra data như sau. Thì tôi sẽ có cái trình đầu tiên là first name bằng request chấm get parameter, thì tôi sẽ lấy ra là first name rồi tiếp theo thì tương tự thì tôi cũng làm với cái hai attribute còn lại là last name và email, thì tôi sẽ copy và tôi sửa ra đây. Này tôi sẽ trở thành nét lên. Rồi, tiếp theo là email. Tôi sẽ sửa chỗ này thành email. Rồi cái chỗ này return này thì tôi sẽ return về cái đối tượng là tiêu đặt. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ gọi cái đối tượng tiêu đặt và tôi sẽ set data cho nó. Đầu tiên là set first name, tôi sẽ chuyển cho là first name. Rồi tiếp theo là lần chúng ta sẽ set last name, tôi cũng chuyển cho là last name. Tiếp theo thì tôi sẽ set cho là email. Đó, tôi sẽ set mấy cái value cho cái đối tượng từ lần như vậy. Đó, và cái data của tôi thì tôi sẽ trả về cái chỗ attribute set này. Và khi mà cái data nó được truyền vào đây thì nó sẽ binding cái design cái data của chúng ta lên cái thẻ biết có cái ID nào design như vậy. Đó. Rồi bây giờ thì tôi sẽ đi build lại.
tôi sẽ vô terminal và tôi cũng có lệnh nhà để mà điều lại cái cục quà. Rồi, tôi đi phép lại data kìa. Đó thì cục quà nó đã có lại cho tôi và bây giờ tôi sẽ đi gần lại cái đồ set. Cái đồ set của tôi này, nó là nên như vậy. Tôi cũng đã đi vô lại cái trang tiêu đề chấm html. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi submit một cái data thì tôi sẽ nhập cho ví dụ như cái first name tôi nhập là Adam, rồi cái last name thì tôi là Smith chẳng hạn, rồi email là Adam một hai ba thì nó là gmail gì đó, rồi tôi cho save. Đó thì cái data nó trả về, nó đã submit về cái server và nó trả về cái data cho tôi như vậy. Chẳng hạn như ở cái tiêu đề container này các bạn cũng có thể dùng cái lệnh system out ra để mà các bạn show ra cái mấy cái value bỏ cái first name chẳng hạn. Rồi tiếp theo là last name chẳng hạn, các bạn cũng có thể show ra đây xem cái data của nó có đúng hay không. Theo là email. Rồi tôi cũng đi lại. Rồi bây giờ tôi cũng run lại cái đồ set. Rồi nó đã chạy đây cho tôi như vậy. Và tôi tương tự tôi cũng đi vào cái trang tương tần chấm html. Rồi cái form bây giờ tôi cũng nhập lại data là Adam chẳng hạn, Smith chẳng hạn, rồi email là abc gì đó là cộng gmail đi, rồi tôi sẽ cho save. Đó, data nó cũng show được như vậy và tôi sẽ đi vô edit và control thì tôi thấy cái data của nó ra như vậy, tức là cái data cái form ở cái trang index này nó đã submit lên server, sau đó nó trả về cái đối tượng tiêu đề như vậy và trong cái attribute success này nó đã nhận được cái data và nó đã đặt cái data lên cái thẻ deep có cái ID nó đi ra như vậy. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm một cái demo submit form với Ajax trong team MVC. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở các buổi sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về các chủ đề khác.